Xin chào cả nhà của mình nha. Hôm nay là ngày thứ ba mình ở Tampa rồi. Sáng chủ nhật ngày mai là mình về lại Fort Lauderdale. Tranh thủ buổi sáng thứ bảy ngày hôm nay là mình sẽ đi hội chợ nha. Cái hội chợ nó cũng kế bên cái khách sạn này thôi, nên rất là thuận tiện. Đây cũng là một những cái lý do chính mà khách sạn này rất là đông khách. Mình chỉ cần bước qua bên kia con đường là mình sẽ thấy hội chợ ha. Hội chợ ở đây thì cũng không có nhiều trái cây lắm đâu nha mọi người. Tuy nhiên về phần rau cải á, thì rất là tươi và ngon, và những cái cây ăn trái đó thì mình thấy là mấy bác có đem ra, mà ai mà thích trồng cây ăn trái thì thôi là mê lắm luôn á. Ta mua, ta cắt cho để ta mua về ta trồng á hả? Cây này nó mọc ở kiến bu, cái tầng dày lá nè. Nhà mình nhiều lắm, coi cái gì được mua. Không, cái này trồng được ta, có cái cùi cái trên mà sao trồng được hay? Quá trời bự luôn. Cây này được cả nè. Mua được bắt không? Bán rau cũng giống như chợ bên Việt Nam thôi. Bao nhiêu quá? Bao nhiêu pha? Ba đồng bộ. Đậu rồng với lại gì đậu thiên lý lộn cái gì tu lửa nó xe nó muốn mắm ăn hết sảy à, gì mà cái thân nó đỏ ngộ quá ha. Cây phải mì, phải mì hả? Ừ. Vậy hả, ăn được không? Không biết đâu, chắc ăn được tao mới bán chứ. Nước dừa nè mọi người, đây là cái món yêu thích nhất của mình nè. Bán rẻ hơn chỗ Fort Lauderdale của mình ha. Fort Lauderdale của mình là 5 đồng một trái rồi, ở đây người ta bán có 3 đồng rưỡi thôi. Mình thấy không có cái cơm giặt nước ngọt nè, không có cơm mà nước ngọt đâu. Tại nó non quá. Cơm mỏng nữa. Passion fruit, chanh dây. Bán đắt quá. Bán cái gì chiên vậy? Thanh môn chiên á. Đây này là bán trà sữa, Thai chi, nước mía siêu sạch. Người Việt Nam mình bán ở trong cái hội chợ này cũng khá là đông. Tuy nhiên mình thấy ngoài Việt Nam còn có người Philippines, người Lào, người Campuchia và người Mông Cổ nữa mọi người. Đây là quầy thức ăn của một người Philippines nè, anh đang nướng thịt đó. Trước khi đi về mình mua một quầy dừa nè. Cái quầy này là 35 đô, 35 đô cái quầy dừa. Giờ đi mua thêm cây bông 10 giờ nữa là đi về được rồi. Chợ hôm nay là chủ nhật khoảng 9 giờ thôi nên cũng còn hơi hơi đông thôi chứ chưa có đông lắm, chút xíu nữa đông lắm á. Bán dừa, bà bán dừa bán cho một trái dừa. Mình mới mua cây xoài Nam Đốc Mai ở cái cô này nè, cô này cô dễ thương lắm, cô bán hàng vui vẻ lắm. 45 đô, mình cô giảm cho mình 5 đồng còn 40 đô. Bigger one, okay? Wow, thank you. Thank you so much. Where you from? Vietnam. Cái chú bán hàng người Lào này cũng dễ thương lắm mọi người. Chú rất là vui vẻ. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này của mình. Còn đây là thành phẩm của buổi đi chơi của mình hôm nay.